Đây là một gian trưng bày đồ đèn dầu Nam Bộ nha các bạn, đèn dầu Nam Bộ nha. Tại vì sao gọi là Nam Bộ? Tại vì chủ yếu là những cái này được xài ở vùng đất Nam Bộ của mình. Thì đây là một cái đèn dầu, thì đây là một cái ống khói này gọi là cái ống khói hột vịt nha, nó tròn như trứng vịt, nó gọi là ống khói trứng vịt đó các bạn. Cái món này thì nó một số là tiệm tạp hóa bây giờ nó cũng, nếu mà bán ế thì nó còn tồn kho rồi các bạn. Rồi cái ống khói hột vịt, ở đây rồi đèn dầu, dầu Nam Bộ các bạn. Đây, các bạn thấy không, đẹp không? Đây gọi là đèn xưa nha. Thì những cái này á, thì nó sử dụng dầu để đốt. Hiện tại mấy cái này vẫn còn xài tốt nha các bạn. Khi các bạn đưa bỏ dầu vô thì nó vẫn cháy bình thường nha. Những cái món này nó vẫn còn xài tốt nha. Nói chung là cái đèn dầu Nam Bộ của mình nó bây giờ nó cũng có nhiều loại các bạn. Nó bằng là cái gì, nó bằng nhôm nè. Nhôm nè. Đó. Rồi bằng thủy tinh. Các bạn thấy không? Nè, đây là dầu nè. Này đốt là được nha. Mình bỏ dầu trong đốt nè. Rồi một số đèn là bằng đồng, nói chung là đủ thứ hết. Đồng. Nói chung là người ta chế ra nhiều loại đèn các bạn. Nè, những cái đèn này nhìn là nó thấy nó cũ kỹ. Đây là những cái đèn dầu còn xài tốt nha. Ừ, đèn Adidas nè các bạn, Adidas gì nè, đèn thế này nè. Đây, đó. Đây là thuộc họ những đèn dầu hết đó. Rồi trên đó là một số đèn đó, cũng đèn dầu Nam Bộ các bạn đó. Đèn đó thì khi mình đi tàu đi ghe rồi đó, nó không bị gió ha, không bị gió tắt. Đây một mẫu nữa đây. Mẫu này là có tay cầm ở đây nè. Nó không bị nắng, nó không bị nóng. Đây một mẫu đèn dầu nữa đây. Cái này giống như là bằng gan vậy đó, nó nhẹ lắm.